đi vào phần tiết đầu tiên thì đầu tiên là con xin giới thiệu về công ty cổ phần nông nghiệp Việt Nam. Thì công ty cổ phần nông nghiệp Việt Nam được thành lập năm 2003. Trụ sở chính của công ty là ở Hà Nội. Chức năng của công ty là sản xuất và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. Thì khi mới thành lập thì công ty chỉ có 4 thành viên và sau 13 năm hoạt động thì Việt Nam sẽ đi ra có gần 150 nhân viên và 3 chi nhánh. Chi nhánh thứ nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh, chi nhánh thứ hai là ở Lâm Đồng, một văn phòng đại diện ở Tây Nguyên. Thì đây là địa điểm các chi nhánh của công ty và trụ sở chính của công ty là đặt tại Hà Nội. Thì cái màn hình bữa nay hôm nay nó không được rõ lắm, xin bà con cố gắng theo dõi giùm con ạ. Thì công ty đã xây dựng được một hệ thống kênh phân phối trên khắp cả nước. Công ty liên tục nghiên cứu và tìm tòi ứng dụng những công nghệ mới vào trong sản xuất để tạo ra những sản phẩm có chất lượng tốt nhất để phục vụ bà con. Và phương châm của công ty là chất lượng là hàng đầu. Và tôn chỉ mà công ty luôn hướng đến là ruộng vườn của người dân, là ruộng vườn của cha mẹ. Thì như vậy thì mình mới có cố gắng bỏ ra công sức để mình làm thật là hiệu quả nhất và chất lượng nhất để phục vụ bà con. Thì để hình thành được một sản phẩm thì công ty đã dựa vào thực tiễn sản xuất của bà con trong từng mùa vụ, ở mùa vụ đó có dịch hại gì và dịch hại nó diễn biến ra sao và mức độ gây hại của nó như thế nào. Từ đó công ty mới bắt đầu nghiên cứu khảo nghiệm, đồng thời hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, từ đó mới cho ra đời được một sản phẩm tốt nhất để phục vụ bà con. Thì trong đó phải kể đến là những sản phẩm mà được bà con nhiều nguồn tin tưởng và sử dụng là sản phẩm tiên gen 450SC và sản phẩm linacin 40SL. Thì cụ thể về hai sản phẩm này thì con sẽ trình bày ở phần sau. Để hiểu rõ hơn công ty thì nếu bà con có điều kiện lên internet thì bà con có thể vào truy cập vào trang web là nongduocvietnam.com.vn. Thì ở trên đây sẽ có đầy đủ thông tin về công ty cổ phần nông nghiệp Việt Nam và một là bác sĩ cây trồng, là bà con có thể theo dõi để được cái sâu bệnh hại trên các cây trồng khác nhau, và một sản phẩm là các loại thuốc bảo vệ thực vật mà công ty cổ phần nông nghiệp Việt Nam sản xuất ra. Thì bà con có thể tham khảo ở trên trang web này. Phần tiếp theo muốn trao đổi với bà con là một số ưu điểm có trong hệ thống sản phẩm của công ty cổ phần nông nghiệp Việt Nam. Thì đối với những thuốc bảo vệ thực vật thông thường thì thành phần của thuốc bảo vệ thực vật chỉ có là đầu tiên là hoạt chất, là chất tiêu diệt dịch hại thôi, và thành phần thứ hai là chất phụ gia hay là chất phân tán đều chất độc và pha chất độc ở nồng độ hợp lý khi sử dụng. Còn đối với thuốc bảo vệ thực vật của công ty cổ phần nông dược Việt Nam thì sao ạ? Thì ngoài hai thành phần là hoạt chất tốt nhất và chất phụ gia tốt nhất, thì điều đặc biệt trong thuốc bảo vệ thực vật của công ty cổ phần nông dược Việt Nam thì công ty đã thêm vào các chất phụ gia là chất lon, là chất giúp thuốc bám vào trong dịch hại hoặc là lá cây, không động thành giọt nhỏ mà sau khi phun nó sẽ loang rộng ra khắp bề mặt và bắt đầu thấm vào trong lá, và hiệu quả dùng thuốc sẽ cao hơn. Thứ hai là chất thấm sâu, là chất hỗ trợ diệt dịch hại ở những lớp dưới của thịt lá hoặc là vỏ cây. Và chất thứ ba là chất lưu dẫn. Thì ngoài cái đặc tính lưu dẫn có trong thuốc thì cái chất phụ gia lưu dẫn này sẽ hợp với cái chất lưu dẫn có trong thuốc, sẽ làm cho cái hiệu quả lưu dẫn của thuốc sẽ cao hơn và tiêu diệt dịch hại ở những vị trí mà chúng ta không thể phun thuốc tới được. Thì ngoài ra còn có một số thành phần đặc biệt khác như là chất hợp lực và chất ổn định. Thì để hiểu rõ hơn thì bà con có thể theo dõi một số hình ảnh sau. Thì đối với thuốc bảo vệ thực vật thông thường á, thì khi chúng ta phun, những cái hạt nước chứa thuốc sẽ bám trên bề mặt của lá cây ở thành những cái hạt tròn nhỏ như thế này, và nhiều hạt nó liên kết lại với nhau tạo thành những hạt lớn hơn và nó nặng, rơi xuống khỏi mặt đất, rơi xuống đất hoặc là dễ bị bốc hơi hoặc là rửa trôi do mưa. Hay là đối với những dịch hại mà có cái lớp bảo vệ phía bên ngoài, chẳng hạn như điệp sáp ở đây, thì thuốc bảo vệ thực vật thông thường khi phun lên thì thuốc chỉ nằm ở trên cái lớp sáp thôi mà không thể thấm qua khỏi cái lớp sáp của điệp, là có phần màu cam ở dưới đây và phần cơ thể của điệp sáp là màu trắng. Khi mà không thấm qua được cái lớp sáp thì nó sẽ không diệt được điệp sáp. Hay là đối với những cái loại sâu hại
mà có cái lớp lông dày, thì khi phun thuốc, thuốc chỉ động ở trên cái đầu sợi lông của con sâu thôi và không tiếp xúc được với phần da của sâu, và sâu không thể chết được, nên là thuốc không diệt được dịch hại ở những cái nơi mà có chúng ngủ hơi khó diệt, như là ở trong bẻ lá hay là mặt dưới lá hay là dưới gốc cây. Như vậy thì thuốc bảo vệ thực vật của công ty cổ phần nông dược Việt Nam thì có gì đặc biệt à? Thì khi mà đối với thuốc bảo vệ thực vật của công ty cổ phần nông dược Việt Nam, khi bà con phun thuốc vào á, thì thuốc vẫn, những cái hạt nước chứa thuốc sẽ vẫn bám lên trên bề mặt lá như thế này. Ban đầu nó là những cái hạt nhỏ và hình tròn, sau một thời gian hạt thuốc sẽ thay đổi hình dạng và chuyển từ hình tròn sang hình dạng và loang chảy đều khắp bề mặt của lá cây. Từ đó là thuốc thấm vào trong lá cây nhiều hơn và ít bị rửa trôi do mưa hoặc là bốc hơi do thời tiết. Từ đó là cái hiệu quả diệt thực hại sẽ cao hơn và chúng ta sẽ tiết kiệm được chi phí hơn. Nên là chẳng hạn như đối với việc sáp thì có cái lớp sáp bảo vệ phía bên ngoài, thì thuốc bảo vệ thực vật của công ty cổ phần nông dược Việt Nam sau khi bám ở trên bề mặt lớp sáp của rệp á, thì thuốc sẽ loang chảy đều khắp bề mặt lớp sáp và bắt đầu dưới tác động của chất loang và chất thấm sâu như giới thiệu ở phần trên đó, thì thuốc sẽ bắt đầu thấm vào trong qua khỏi cái lớp sáp và tiếp xúc với cơ thể của rệp và tiêu diệt được sáp. Tương tự đối với sâu hại mà có cái lớp lông dày cũng vậy, thì thuốc sẽ dễ dàng tiếp xúc được với cái lớp da của sâu hại và tiêu diệt sâu. Ngoài ra trong chất phụ da còn có chất lưu dẫn như con nói ở trên đó, là sẽ giúp cho thuốc dịch chuyển nhanh trong cây và di chuyển đến khắp các bộ phận của cây như đây, và tiêu diệt được dịch hại ở những nơi mà chúng ta không thể phun thuốc tới được. Thì đó là một số ưu điểm có trong từng sản phẩm của công ty cổ phần nông dược Việt Nam. Thì phần tiếp theo con xin giới thiệu đến bà con về một số dịch hại chính trên cây dưa hấu. Thì đây là bảng về các giai đoạn chính trên cây dưa hấu, thì gồm có bốn giai đoạn chính là giai đoạn cây con, giai đoạn phát triển thân lá, giai đoạn thụ phấn và giai đoạn cuối cùng là trái lớn và chín. Thì về dịch hại trên dưa hấu thì có hai nhóm dịch hại chính là sâu hại và bệnh hại. Về sâu hại thì sâu hại có rất nhiều, nhưng con chỉ nêu ra ở đây một số loại sâu hại chính thôi. Đó là thứ nhất là sâu xanh hay sọc trắng, thứ hai là bọ dưa, thứ ba là đầy mềm bọ trĩ và thứ tư là sâu khoan. Về sâu hại đầu tiên là về sâu xanh, thì sâu non thường sống tập trung ở đọt và mặt dưới lá non. Chúng sẽ ăn gặm hết các lá. Khi mà cây dưa tới giai đoạn mang trái thì sâu sẽ bắt đầu cạp và bỏ quả và làm cho cái quả đó là chuyển thành, nếu mà sâu ăn nhiều quá thì sẽ bỏ cái quả đó, hoặc là nó chỉ cạp một hai lỗ thôi là cái trái dưa đó thuộc vào hàng nhạt rồi. Đối tượng sâu hại tiếp theo là bọ dưa. Thì bọ dưa thường gây hại ở giai đoạn tuổi ở dưa dưa. Cây dưa còn nhỏ là từ 4 đến 5 lá, là tức là dưới 20 ngày tuổi, thì nó sẽ ăn cái trên cái lá dưa thành cái vòng tròn khuyết. Khi mà mật độ nhiều sẽ ăn trụi hết lá. Đây là hình ảnh về con bọ dưa. Ở đây là những cái hình ảnh này là con điều chụp thực tế ở ruộng dưa của mình, còn ở ruộng dưa của đồi, ruộng dưa năm rồi ở đạt đẻ của mình.